học kỳ rồi, còn lo mà học. Xong giờ rồi mẹ đến đón, nhớ phải đợi mẹ nghe chứ. Vâng, con lo học. Chào chị Vượng nha. Hạnh mẫn như hẳn là công chúa không băng á. To đó nữa mà đi mồm bắt mẹ chở đi chở về. Này, hẳn á, mẹ như kiểu hở giá, cóc như thế. Đã đẹp đi, con nào sửa ai bắt cóc nè. Ê Mai, nó nhạo à? Con biết thăm ư. Ư chị mà ư. Tao đang nhờ ra đường của tao. Cần phụ trợ. Chà, tiểu thư, tiểu thư đi màu đỏ. Ê, cần phải đi đi cùng không? Cẩn thận bị... Vâng! Mà tao nói thật, thì con nhìn tôi thật như danh cái tuổi thánh xuân để ngô sáu sẽ mê với ơi. Mi mình là như kiểu... Như ta xôi lạc cơ hả? Tao có sức thiệt chứ xôi lạc hả chứ mi? Cái gì mà đeo? Chào con gái! Chào chị Vương! Con răng rồi mẹ. Mà chị Phương con có biết rằng mà giờ đi chị Phương buồn rồi. Hình như chị Phương muốn được từ đi xe đến trường giống như các bạn đó mẹ. Chị là lạc rửa. Mẹ cảm ơn con trai của mẹ nha. Dạ. Thiết kế theo khung sườn, theo tiêu chuẩn Honda toàn cầu và nó bảo hành lên đến 3 năm. Em ơi thì tham khảo ạ. Mẹ xin lỗi con, vì thời gian quá mẹ đã không hiểu được con. Mẹ biết là con rất thích chiếc xe này. Từ bữa nay trở đi con có thể thoải mái đi học cùng với các bạn đó con nhá. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ con đúng rồi đấy. Đi học cho giỏi rồi đem đồ mua cho nghe chưa? Yeah.